Dạ đúng rồi anh. Nên nhiều lúc thì cũng mong anh chị em cô chú mình thông cảm cái vấn đề đó nha. Dạ rồi, nhà vườn tiếp tục giao lưu mã số là 365. 365 à, chuẩn bị Tết lại rồi cả nhà. Chuẩn bị Tết lại rồi. Mã số 365 nha, là một phôi cẩm thị sống khỏe nha. Cái phần này là nó phần thân lũ rồi, thân khô khô lũ nha. Còn phần thân này là thân thân sống bình thường. Đó. Cây này thì có cái hòn gốc ở đây đo được là 67 nha, hòn gốc đo được là 67. Cái hòn trên đây đo được là 42. Cây cao nha. Cao cao là 68. Bầu ươm hiện tại là 49. 49 nhân cho 36, 49 nhân cho 36. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha, là 1 triệu tư bao ship luôn. 1 triệu tư bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Đó, cái rễ mà nó mọc ra ngoài đây nó lên chồi luôn. Tiến Dũng nói hay quá, sao không anh em nào chốt hết vậy? Dạ chắc là chưa chưa lãnh lương á anh Dũng ơi, tại vì nhiều khi cái cây nó chưa ưng ý á, chứ còn nếu mà ưng ý á thì chốt đẹp đẹp á, chứ lại nó hữu duyên với người nữa, rồi cái vị khách đó là hữu duyên nữa. Thì giống như cái anh nãy mình lên đồ, cây nào gửi cây đẹp hơn nữa đi em, gỡ một lóc lên còn đẹp nữa không, gỡ luôn đi em, cái cây nào mà đẹp nữa gỡ đây, trời cả chục cây đâu mà còn hỏi cây nào đẹp nữa là thua Để gỡ em qua luôn. thì thua đó. Nãy giờ em gỡ nguyên một đố luôn á mà còn hỏi còn nào đẹp nữa không. Dạ rồi, mã số 365 nha, 1.400k bao ship cho cây cẩm thị này luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Nói mình giấu không có gỡ lên. Dạ rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn nha.